Ngày 5 tháng 4 tại xã Mỹ An, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền thành phố phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao 35 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở do công ty cổ phần Thủ Thiêm Group hỗ trợ. 35 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024. Có 9 xã có hộ dân được nhận nhà, gồm Mỹ Hưng và An Thạnh, mỗi xã 9 căn, Mỹ An và An Điền mỗi xã 6 căn, Giao Thạnh và Thạnh Phong mỗi xã 2 căn, xã Bình Thạnh 1 căn. Diện tích xây dựng tối thiểu 34m2, tối đa 60m2, tổng kinh phí xây dựng từ 65 đến 110 triệu đồng một căn. Tất cả các căn nhà đều đảm bảo 4 cứng, gồm nền cứng, khung cứng, dách cứng, mái cứng và thời gian sử dụng đảm bảo trên 10 năm. Mỗi căn nhà, công ty cổ phần Thủ Thiêm Group hỗ trợ 60 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 2,1 tỷ đồng, phần còn, còn lại các gia đình gấp vào. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhấn mạnh, việc hỗ trợ 35 căn nhà đã đoàn kết của công ty cổ phần Thủ Thiêm Group là hoạt động thiết thực, mang tính nhân dân sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết lá lành đùm lá rách, tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,5%. Hiện toàn huyện thành phố còn 138 hộ nghèo và hơn 100 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở cần được xây mới. Do vậy, quyện mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ đơn vị tài trợ. Dịp này, lãnh đạo Ban dân vận quyền quỹ của Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện đã tặng qua trao thư cảm ơn nhằm ghi nhận sự đóng góp quý báu của đơn vị tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội tại quyện.